Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái hồ cá của mình. Mình để trong cái chum, giống như là cái chum nhà bự vậy nè, chum nhỏ mình đựng đó. Để mình đặt ở đây thì mình để rong mấy vài viên bi vô nè. Chứ các bạn không thấy cá đâu nè. Nó bơi đó các bạn. Mình che lại cho nó bớt cái cá. Là các bạn thấy hai con cá không? Một con cá kia nó nhiều lắm, nó 5-6 con rồi. Đây đây đây, cá mà nó bơi bơi, nó màu vàng vàng, nó màu cam cam, vàng vàng, đỏ đỏ nè. Màu cam cam chứ. Đây, dẹt rồng đó các bạn thấy chưa? Đó, đó là một cái cá của mình. Thì rồng thì mình bớt ở dưới mương các bạn. Mình lựa cái cọng nó đẹp đẹp, mình giới thiệu cho bạn coi. Này, đây nó mới mọc bên này nè. Rồng để dưới nước nó mới nở ra, cầm lên thì nó chậm lại rồi. Đây là hồ cá của mình, gồm cá ba đuôi, chân châu, bạch đầu. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share cái mà clip của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tới. Bye bye. Nhớ subscribe kênh mình nha.